Gia đình ông Trump nhận chát hầu tòa ngay đầu năm mới. Iran thề sẽ trả thù Mỹ nếu không xét xử ông Trump. Nỗ lực cuối cùng của Tổng thống Hàn Quốc Quốc gia trên bờ vực vỡ nợ vì Covid-19 Tổng thống Biden mắc kẹt trên chuyên cơ vì bão tuyết Quý vị vừa điểm qua những tin tức chính có trong chương trình ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Tổng trưởng lý bang New York đã gửi chat hầu tòa đến cựu tổng thống Mỹ Donald Trump và hai người con của ông để điều tra về hoạt động làm ăn của vị cựu tổng thống Mỹ và tập đoàn mang tên gia đình ông. Theo tài liệu tòa án được công bố ngày 3 tháng 1 theo giờ Mỹ, tổng trưởng lý bang New York Letitia James đã gửi chat yêu cầu ông Trump, con trai Donald Trump Jr. và con gái Ivanka Trump phải hầu tòa. Tài liệu cho biết vào tháng trước, bà James, một người của Đảng Dân Chủ, đã gửi chat yêu cầu gia đình Tổng thống Trump làm chứng trong cuộc điều tra dân sự của bà vào ngày 7 tháng 1 sắp tới. Đây là lần đầu tiên các nhà điều tra Mỹ muốn lấy lời khai của hai người con lớn của ông Trump. Thông tin này đã được báo Washington Post đăng tải trước khi tòa án công bố tài liệu. Đội luật sư của gia đình ông Trump đang tìm cách ngăn chặn việc thẩm vấn vị cựu Tổng thống của Đảng Cộng Hòa và các con ông. Từ tháng 3 năm 2019, Tổng trưởng Lee James đã tiến hành cuộc điều tra khả năng tập đoàn Trump Organization công bố sai giá trị tài sản của mình để hưởng ưu đãi từ thuế và đủ điều kiện vay ngân hàng. Tháng 10 năm 2020, Eric, con trai của ông Donald Trump và là phó chủ tịch của Trump Organization đã bị triệu tập. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tuyên bố trả thù nếu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, người ra lệnh hạ sát tướng Qasem Soleimani, không bị xét xử. Nếu ông Trump và cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo không bị xét xử tại một tòa án công bằng về tội ám sát tướng Soleimani, người Hồi giáo sẽ thực hiện cuộc trả thù tử vì đạo. Ông Raisi phát biểu, ông Soleimani, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quát thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, đã thiệt mạng trong vụ không kích bằng máy bay không người lái tại Iran vào ngày 3 tháng 1 năm 2020, theo lệnh của ông Trump. Vài ngày sau vụ không kích, Mỹ thông báo rằng đây là hành động tự vệ trước các cuộc tấn công làm tổn hại lợi ích Mỹ của Iran. Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, Tổng công tố Iran Mohammad Jafar Montageri cho biết các quan chức tư pháp Iran đã liên hệ với giới chức tại chiến quốc gia sau khi xác định được 127 nghi phạm liên quan tới vụ ám sát tướng Soleimani, trong đó có 74 người mang quốc tịch Mỹ. Cựu Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump, đứng đầu danh sách thực hiện tội ác. Ông Montageri nhấn mạnh. Ngày 2 tháng 1 năm 2022, Iran gửi thư tới Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu Mỹ và Israel, bên mà Iran cho là cũng liên quan tới vụ việc phải giải trình. Một ngày sau, hai máy bay không người lái bị bắn hạ. Khi tiếp cận căn cứ quân sự Iraq có lực lượng Mỹ đồn trú gần khu vực sân bay quốc tế Badat, vụ không kích tướng Soleimani cũng xảy ra gần sân bay này. Hiện tại Iran đang tổ chức nhiều hoạt động để tưởng niệm sau hai năm xảy ra vụ hạ sát tướng Soleimani. Hàng trăm người ủng hộ các nhóm quân sự do Iran hậu thuẫn tập trung tại sân bay quốc tế Ba Baghdad vào ngày mùng 2 tháng 1 để tưởng niệm vị tướng. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cam kết dành những tháng cuối cùng trong nhiệm kỳ để tạo đột phá ngoại giao với Triều Tiên, bất chấp việc Bình Nhưỡng vẫn im lặng về những nỗ lực của ông trong việc thúc đẩy tuyên bố hòa bình giữa hai nước. Trong bài phát biểu mừng năm mới cuối cùng trên cương vị Tổng thống, ông Moon thừa nhận Hàn Quốc vẫn còn một chặng đường dài để cải thiện quan hệ liên triều, dù nhiều thành tiệu đã đạt được trong nhiệm kỳ 5 năm của ông. Tổng thống Moon Jae-in nêu rõ Hàn Quốc sẽ nỗ lực đến cùng để bình thường hóa quan hệ liên triều và hướng tới hòa bình không thể đảo ngược. Theo hãng tin Junhap, ông Moon nhấn mạnh nếu Seoul và Bình Nhưỡng nối lại đối thoại và hợp tác, cộng đồng quốc tế sẽ hưởng ứng. Đồng thời hy vọng nỗ lực đối thoại sẽ được duy trì trong chính quyền kế tiếp. Về phía Triều Tiên, trong bài phát biểu mừng năm mới, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tập trung vào việc cải thiện kinh tế và đời sống của người dân. Đánh dấu 10 năm cầm quyền, ông Kim không đề cập lời kêu gọi của Tổng thống Moon về việc tuyên bố chính thức kết thúc chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953, cũng như các cuộc đàm phán phi hạt nhân vốn đang đình trệ với Mỹ. Thay vào đó, ông Kim kêu gọi tăng cường hơn nữa khả năng quân sự, duy trì các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA, ông Kim đã ra lệnh sản xuất các hệ thống vũ khí hiện đại, mạnh mẽ và kêu gọi quân đội trung thành tuyệt đối với Đảng Lao động Triều Tiên. Một số chuyên gia nhận định, điều này ngụ ý rằng ông Kim không quan tâm đến việc sớm đối lại các cuộc đàm phán với Washington và Seoul, song song đó muốn đóng cửa biên giới và tìm cách phát triển nền kinh tế tự lực mạnh hơn để vượt qua những khó khăn liên quan đến đại dịch. Tổng thống Moon đang thúc đẩy tuyên bố kết thúc chiến tranh nhằm tái khởi động đối thoại với Bình Nhưỡng, tuy nhiên Triều Tiên không công khai phản hồi. Ông leif Eric Slay Phó giáo sư nghiên cứu quốc tế tại trường Đại học Nữ sinh Ewa, thủ đô Seoul cho biết, ông Hoài nghi việc Tổng thống Moon đã đạt được mục tiêu của mình. Chuyên gia này nhận định, ông Kim đã quay lưng với các thỏa thuận hiện có và sẽ không sẵn lòng hỗ trợ cho di sản của ông Moon, trừ khi Bình Nhưỡng muốn gây rạn nứt trong quan hệ giữa Seoul và Washington, hoặc muốn can thiệp vào cuộc bầu cử tháng 3 tới của Hàn Quốc. Sri Lanka đang lún sâu vào một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, lạm phát tăng phi mã do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Điều này làm giấy lên lo ngại Sri Lanka có thể vỡ nợ trong năm nay. Theo hãng tin Guardian, Sri Lanka phải thanh toán 7,3 tỷ USD khoản nợ trong nước và nước ngoài trong 12 tháng tới, trong đó có khoản nợ trái phiếu quốc tế trị giá 500 triệu USD đáo hạn trong tháng 1 này. Trong khi đó, dự trữ ngoại hối của Sri Lanka tính đến tháng 11 năm 2021 chỉ đạt 1,6 tỷ USD, thấp nhất trong khoảng một thập niên qua. Các hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế đã hạ bậc tín nhiệm của Sri Lanka do lo ngại về khả năng trả nợ của quốc gia này. Đại dịch Covid-19 hơn hai năm qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế Sri Lanka. Ngành du lịch vốn chiếm hơn 10% GDP thất thu, chi tiêu chính phủ tăng, nguồn thu thuế của chính phủ giảm sút, khiến ngân sách chính phủ giảm mạnh. Lạm phát ở Sri Lanka cũng tăng lên mức kỷ lục 11,1% vào tháng 11 năm 2021. Lạm phát tăng phi mã một phần do chính phủ in thêm tiền để trả các khoản nợ trong nước và nước ngoài. Ngân hàng thế giới ước tính, giá cả leo thang khiến hơn nửa triệu người ở nước này rơi xuống mức dưới nghèo khó, thậm chí không thể trang trải việc chi tiêu các hóa đơn thiết yếu. Hơn 200.000 người mất kế sinh nhai do ngành du lịch lữ hành bị ảnh hưởng. Vào hồi tháng 9 năm ngoái, tổng thống Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa đã công bố tình trạng khẩn cấp về kinh tế, quân đội được trao quyền đảm bảo hàng hóa thiết yếu với giá bình ổn cho người dân, nhưng tình hình không cải thiện nhiều. Trong bài phát biểu năm mới, tổng thống Rajapaksa nói rằng ông hy vọng có thể phục hồi nền kinh tế quốc gia song không công bố những biện pháp cụ thể để giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính. Tổng thống Joe Biden và đoàn tháp tùng bị mắc kẹt trên chuyên cơ sau khi đáp xuống căn cứ không quân Andrews do xe thang gặp sự cố với bão tuyết. Theo hãng tin The Drive, vào sáng nay theo giờ địa phương, chuyên cơ của Tổng thống Mỹ Joe Biden từ quê nhà Delaware đáp xuống căn cứ không quân Andrews sau kỳ nghỉ. Bão tuyết đã khiến tuyết phủ dày đặc ở khu vực sân bay. Mặc dù các nhân viên mặt đất đã cố gắng dọn tuyết trước khi chuyên cơ đáp xuống, nhưng chiếc xe thang vẫn bị mắc kẹt trong tuyết đó là lý do khiến tổng thống biden và đoàn tháp tùng bị mắc kẹt trên chuyên cơ trong lúc chở xe thang với sự hỗ trợ của các binh sĩ tại căn cứ chiếc xe thang cuối cùng cũng có thể tiếp cận chuyên cơ không lục một để tổng thống biden và đoàn tháp tùng có thể xuống máy bay chủ nhân nhà trắng được nhìn thấy đầu trần bước xuống chuyên cơ và theo sau là một sĩ quan cầm theo một cặp da màu đen hay còn gọi là quả bóng hạt nhân sĩ quan mang vali hạt nhân luôn theo sát tổng thống mỹ trong các chuyến công du cho phép người đứng đầu chính phủ và cũng là tổng tư lệnh mỹ kích hoạt mã hạt nhân bất cứ lúc nào trong trường hợp cần thiết sau khi rời chuyên cơ thay vì sử dụng trực thăng mariwan ông biden đã quay trở lại nhà trắng bằng đoàn xe hộ tống chuyên dụng thông thường chỉ mất khoảng nửa giờ đồng hồ để di chuyển từ căn cứ andrews ở maryland về nhà trắng nhưng đoàn xe của ông biden mất hơn một giờ đồng hồ do bão tuyết một số khu vực của washington dự kiến sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt mưa tuyết lớn đến cuối tuần này rất nhiều tin tức đáng chú ý khác đang chờ đón quý vị trong các bản tin tiếp theo trên kênh tin tức việt quý vị đừng rời kênh vì quỳnh anh sẽ quay trở lại ngay sau đây